CFVG là thành quả của 16 năm quan hệ hợp tác giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý. CFVG đã xây dựng chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA đầu tiên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được công nhận là một trường chất lượng cao trên phạm vi thế giới là mục tiêu của CFVG. Chính vì vậy, hơn 2 năm qua, CFVG đã triển khai quy trình chứng nhận chất lượng của Tổ chức Phát triển Quản lý EFMD, một trong 3 hệ thống chứng nhận chất lượng quốc tế đối với các chương trình về đào tạo và quản lý. Chứng nhận quốc tế này sẽ mang lại lợi ích cho học viên của CFVG, cho bản thân CFVG và cho xã hội nói chung. Học viên được hưởng lợi từ uy tín và chất lượng tăng lên của chương trình, cũng như cơ sở đào tạo, đặc biệt khi họ làm việc trong môi trường quốc tế. Về phần CFVG, ngoài việc uy tín được nâng cao, CFVG còn được tiếp cận với các phân tích và gợi ý hữu ích của nhóm khảo sát để có một định hướng rõ ràng về chiến lược phát triển, thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng. Hầu hết các nhà tuyển dụng quốc tế đều gặp khó khăn khi đánh giá chất lượng bằng cấp của Việt Nam. Chứng nhận chất lượng của CFVG chính là cam kết về chất lượng. Chúng tôi đã phải có những cái thời gian để cải tiến các chương trình, đưa ra những chương trình có cái quy chuẩn theo quốc tế. Ví dụ như là những cái môn học là về giờ học nó cũng phải có một cái chuẩn nhất định theo những cái hệ thống của các trường mà đã được công nhận ở trên thế giới. Thế và từ đó thì chúng tôi cứ dần dần từng bước một cải tiến về việc ví dụ như là về những quy trình để xét giảng viên đủ tiêu chuẩn như thế nào thì mới được giảng dạy ở CPG, hay là quy trình chọn học viên thì cũng sẽ phải theo những quy trình như thế nào, yêu cầu làm sao và làm thế nào để cân đối giữa những yêu cầu của Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những yêu cầu mà thường thường ở các nước ở trên thế giới, những trường có uy tín thì họ cũng sẽ yêu cầu như thế nào, thì chúng tôi phải cân đối cả hai bên như vậy. Tại buổi lễ công bố chứng nhận chất lượng EPAS và trao bằng tốt nghiệp MBA khóa 14, CFVG đã nhận được những lời chúc mừng của Sứ quán Pháp tại Việt Nam, của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng nghiệp và các đối tác đã cùng gắn bó với CFVG trong suốt 16 năm qua. Thành công của CFVG trong việc trở thành chương trình đào tạo cao học về quản lý đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận chất lượng quốc tế là động lực khuyến khích các chương trình khác theo định hướng quốc tế và được chứng nhận trong tương lai.